Này các anh, hạ cái biển đi xuống. Lâu bên kia chào lên đi. Rồi, từ từ đi. Nào, đỡ đi đi. Đỡ được chưa? Được rồi. Này, các cậu đỡ tiếp đi. Treo cái biển kia lên. Nào, đưa lên các cậu. Lên. Lên đi nữa. Lên đi. Thôi, buổi. À. Chưa phải đóng cửa. Không đóng. Được rồi đây. Phát triển. Một ông ngắm xem. Tôi buộc nhá. Anh Thứ, kìa anh Kim, cơn gió nào đưa anh đến đúng lúc này? Trường đóng cửa à? Trường lỗ vốn, không sống nổi. Anh đã lê bước suốt từ Bắc vào Nam, mà vẫn không kiếm nổi một chỗ đứng sao? Đã từ lâu, tôi ước mong mình làm được một điều gì cho cái nhân loại khổ. Đau đớn, điên cuồng. Nhưng rút cuộc chỉ là ảo vọng. Trường đóng cửa rồi. Bây giờ anh tính sống ra sao? Anh bảo tính sống ra sao à? Tôi như con ngựa còm. Cứ ì ạch qua được cái dốc này, lại tiếp đến cái dốc khác. Bây giờ thì tương lai đóng cửa trước mắt tôi. Đành tạm về quê ăn bám vợ con, tính cách sống sau. Anh Kim à? À? Tôi định viết văn. À? Từ hồi học ở trường Bưởi, anh đã có khiếu về văn. Văn chương thời buổi này, những cái mình viết với tất cả tâm hồn mình thì không được đăng. Còn những bài viết vớ vẩn trên những tờ báo lá cải thì lại có tiền. Anh có được tin gì về Nẫm không? Nẫm à? Sau cuộc bãi khóa để phản đối việc bắt học sinh trái phép, Nẫm bị đuổi. Nghe đâu cậu ta làm thợ hàn, thợ hiếc gì ở nhà máy xe lửa, mãi ở trong Vinh. Anh Kim à? Nẫm là con người sôi nổi và có tâm huyết đấy. Xem khẩu khí và cung cách của Nấm, tôi đoán là Nấm có chân trong hội kín, hội hở gì đó. Nhưng mà phong trào này đến phong trào khác, bao nhiêu lần đầu rơi máu đổ, nhưng giờ có nên công trạng gì đâu. Anh định về quê ngay à? Vâng. Nhưng có lẽ vẫn phải giữ lại căn nhà này, để khi đi khi về có chỗ mà chui rút. Tối nay tôi xưa tôi về quê xem sự thể ra sao đó. Thôi tôi về nhé. Thank you.
hàng đây. Chờ cô với. Cô anh sang lò bên này không? Mà mấy cái bà rồng cánh kia thì vào giữ thuyền đi. Mau lên cháu, mau lên, mau lên. Nào, nhờ các bà mình theo ông đổ hết rồi. Nào, đi chậm gì thế này, nhờ các bà mình đường bế cháu. Đây, ông cho cháu vào giữa thuyền. Vâng. Vâng. Thôi hết người rồi đấy, bác lái cho đi thì thôi. Nào, nhờ các bà một tí. Nhờ các bà cho cháu nó ngồi ở đây nhá. Nào, các bà ngồi gọn vào thế nào. Phải đóng trên này có 3 xu thôi. Sống thế nào được nhỉ? Bao nhiêu? Đòi đến nơi rồi đấy bà. Có 3 xu chưa? Ba xu đấy. Thời buổi nó kém quá, thế này là chết mất bác đấy. Chị Na này, chị kỳ này có được chia sợi không? Cái lối làm ăn của bà lão ba. Chia sợi lại làm ta cứ âm nhĩ. Nó ăn đến tình bụng ra, còn mình thì nói ra học. Họ chia sợi như vậy, sao bà con ta không biết kiện? Kiện cái gì? Chẳng qua chỉ như cái kiến mà kiện củ khoai thôi. Thời Tây này, nén bạc đâm toạc tờ giấy, ông giáo à? Chị này, ăn nói giữ mồm, giữ miệng, là mong vạ vào thân. Cái lối, sự ức của cha con nhà bác Tiến chết ngay, có cứ nói. Đây mấy con dâu nhà ông ấy à? Bà cũng phải cắt hết đây à? Thế hả? Làm trai đứng ở trên đời, sao cho xứng đáng là người đại ba. Mà đôi vai ai ơi, gánh vác hơn. Thằng này nó làm cái thá gì ở trên tỉnh mà về làng gặp tao nó lại không thèm chào. Sẽ ra sao? Sẽ mốc đi, dỉ đi, mòn mục ra như mọi cảnh vật quanh đây. Mình sẽ chết mà chưa hề được sống. Chết trong lúc còn đang sống mới thật khốn khổ. Chào ông giáo. Chào các ông ạ. Ông giáo. Lại đây. Lại đây. Lâu lắm ông giáo rồi lại. Ông giáo mới về. Vào đây. Vào đây ra. Tôi xin khác đã. Xin để khi khác ạ. Uống với tôi một chén này. Anh Chí. Anh Chí à? Ông giáo, ông giáo lại gọi tôi là anh Chí. Cả cái làng này có ai gọi tôi Hoàng Anh đâu. Họ gọi tôi là cái thằng Chí Phèo. Cái thằng không cha không mẹ này. Cái thằng sống không có nhà, chết không có đất chôn này. Khổ lắm. Ông giáo ơi,
Ông Giáo có biết vì đâu mà thằng Chí Phèo này khổ không? Vì đâu? Anh Chí uống ít chứ, say sưa suốt ngày chỉ tổn mệt người thôi. Tỉnh để làm gì? Say cho nó quên mẹ cái đời này đi. Nào, uống đi. Nhị uống để làm gì? Cứ uống đi. Uống cho kỳ đái ra rượu mới thích. Cho nửa lít nữa đây. Nhà cháu ít vốn lắm. Mẹ cha mày. Mày khinh ông à? Mày sợ ông quỵt à? Ông còn ối tiền. Tiền ông gửi đằng cụ ba kia kìa. Mẹ cha mày. Ông đốt cái quán này đi. Đừng làm thế. Anh Chí. Ông đốt tắt. Ôi ba con. Ông đốt tắt. Thằng Chí Phèo đốt quán nhà tôi. Ôi ba con làng sớm ơi. Nhà thứ đâu? Mình ăn quỵt hả? Lúc vay tiền sao cái mồm nói dẻo thế? Nhà chị định chay đến bao giờ? Không lo trả đi thì tôi gang họng ra. Đừng có tưởng ăn không ăn hỏng được đâu. Tôi xin bà hãy thư cho ít bữa. Ông giáo nhà tôi về, tôi xin trả bà chú tất. Chồng chị làm giáo học to quá nhỉ. Tôi không biết giáo với mác gì cả. Vay nợ thì phải trả. Của đâu con sót, nhà chị biết không? Chuyện gì thế Bu Kỳ Hường? Đấy, chồng chị về rồi đấy. Bà cứ về đi, rồi đâu sẽ có đó. Từ giờ đến chiều, không mang trả thì đừng có trách. Ông Giáo ơi! Kịp cụ sang chơi. Ông Giáo đã về. Gớm, quân chúng nó sao mà sắp bặt đến thế? Nợ nần thì có đáng là bao, sông có khúc, người có lúc, làm gì mà phải cạn tàu giáo máng. May mà ông giáo về, có tiền mang trả chúng nó. Bà ơi, cháu đói lắm. Chờ một tí, cháu sắp chín rồi. Bà ơi, nấu cháo cho bố cháu ăn với. Cháu lên nhà, bảo mẹ cháu dọn cơm cho bố cháu ăn, còn bà cháu mình ăn cháo được. Bà đã xây cơm chưa? Mình và các con sao không cùng ăn? Cả nhà ăn hết cả rồi, chỉ còn mình thầy em thôi. Chị Hường đang nấu cháo dưới bếp cho con đấy thôi. Con ăn cơm với thầy cơ. Con lại với thầy này. Hừ quá cơ con ạ. Bu bế con xuống dưới bếp ăn cháo với chị Hường nhé. Cứ để con ăn với tôi. Ngoan nào. Thầy em cứ ăn đi. Tôi trông thầy em gầy yếu tôi không đành lòng. Con ăn cháo đâu, ăn cơm với thầy cơ. Ngoan đâu. Nam, hư thế, không thương thầy à? Ăn cháo đâu, ăn cơm thầy cơ. Đưa thầy xem chè cháo ra sao. Cháo cám. Tôi van thầy em. Thầy em đừng nghĩ ngợi gì cả. Chúng ta đang sống khổ hơn con vật. Chúng ta đang chết mòn. Và cả những người dân nghèo ở cái làng Vũ Đại này cũng đang chết mòn. Chết mòn. Sống thế nào?
bây giờ? Biết gì bây giờ? Cậu Vàng này, bố cậu sắp về rồi đấy. Bố cậu về rồi, nó sẽ giết cậu mất thôi, cậu Vàng ơi. Nhưng cậu Vàng ăn khỏe quá, ông biết lấy gì nuôi cậu? Chả nhẽ ông bán mảnh vườn này đi à? Bán đi, bố cậu về lấy gì để sống hả cậu Vàng? Lấy được mảnh vườn nhà lão Hạc, đánh thông sang bên anh Lý thành một dinh cơ rất đẹp. Thưa thầy, nếu lão ta không bán thì sao ạ? Anh làm việc quan còn non tay lắm. Nó không bán, ta có cách bắt nó phải quỳ xuống mà dâng cho mình. Mẹ cha chúng mày! Ông ăn trộm ăn cắp gì của nhà mày mà bỏ tù ông? Mẹ cha con đi dại à, mày gà gẫm ông, ông không thèm, thế mà chúng mày cậy tiền cậy thế bỏ tù ông. Mẹ cha con đi dại. Không ngờ Chí Phèo thay đổi đến thế. Hắn say suốt ngày, chửi động suốt ngày. Hắn réo cả cái làng Vũ Đại này một chửi. Nhưng ai cũng nghĩ hắn chừa mình ra. Có lúc hắn lại chửi cả đứa nào đã sinh ra hắn. Nhưng họa có cái lò gạch đầu làng biết nói, mới biết được ai là người đã đẻ ra hắn. Người ta chỉ biết một buổi sớm kia, bà cụ Nhẫn đi làm, thấy tiếng trẻ con khóc trong một cái lò gạch. Bà cụ thương tình đem về nuôi. Nhờ miếng cơm làng, Chí Phèo lớn lên vào làm tá điền cho nhà bá Kiếm. Được đã yên tâm. Lão bá Kiến ghen, cậy quyền cậy thế, đã tìm cách bỏ tù Chí Phèo đến 7-8 năm. Tưởng hắn đã chết dấm chết dứ ở đâu rồi, nào ngờ lại trở về làm tác yêu tác quái. Bỏ đuổi bỏ về cho mày, mày gạ gẫm ông không thèm, thế mà chúng mày cậy tiền cậy thế, làm hại đời ông. Mẹ cha con đi dại, mẹ cha thằng dê già. Nhà ba đâu rồi? Ra mà nghe thằng Chí Phèo, nó chửi ai mà nó lại cứ chửi là con đi dại ở ngoài cổng nhà mình kia kìa. Bà muốn hỏi, đợi ông bá về mà hỏi. Việc gì phải chờ ông bá? Cả cái làng Vũ Đại này, người ta đều biết ai là con đĩ rồi đấy. Bà có rảnh tay thì đi mà nghe nó chửi, hỏi gì thôi. Đẹp mặt chưa, quần lằng loàn, đồ gái đi giả mồm,
bảo ai là gái đi hả? Bảo ai đấy? Bà bảo mày đấy. Ôi trời ơi, khổ mày quá. Là một cái gái đi nhá. Mày mà lôi thôi thì bà thế sao hai bà? Hai bà làm gì mà ầm cửa ầm nhà lên ông thế? Ông bá đã về đây rồi. Ôi trời ơi. Ông về đây mà xem. Ông cứ nấu mãi nó lên. Đấy, để bây giờ nó lăng loàn thế đấy. Này, ông ra ngõ nhà mình mà nghe thằng Chí Phèo. Nó đang chõ vào ngõ nhà mình nó chửi là thằng dê già. Với lại con đi dại. Ông ngoài ngõ nhà mình cơ nè. Thôi tôi xin bà. Thôi được lắm. Việc nhà có thối thì lấp lại. Ôi bà đừng bới ra mà ngửi nữa. Thôi bà vào đi, bà vào đi. Được. Bà vào ngay đi. Bà vào đi, bà cứ vào đi. Bà vào nó đi. Nó đẹp mặt chưa? Thằng nhớ đâu? Dạ. Ta bảo mày sang nhà lão Hạc mày đã sang chưa? Dạ bẩm cụ. Con phải đi chợ hầu cụ bà. Sang ngay đi. Việc này không xong thì lỡ hồn. Vàng này, cậu bẩn quá rồi đấy, nhiều giận lắm, ông phải chăm nom cho cậu sạch sẽ, kẻo bao giờ thằng bố cậu nó về, nó lại trách ông là không chăm sóc cậu. Lão Hạc, con Vàng nhà lão béo nhỉ, thịt được rồi đấy. Ê chết! Thịt được thế nào? Của thằng cả nhà tôi đấy. Phải đợi nó đi phu về chứ. Về gì nữa mà về. Bác bảo sao cơ bác nhớ? Cụ bá bảo quan trên đang sức về thằng con lão đi phu ở đồn điền cao su, bỏ trốn đi theo cộng sản rồi. Trời đất ơi, tôi có ngờ đâu cơ sự lại xảy ra như thế này. Nghĩ tình lão cũng thương. Việc này mà không lo ngay thì mất đầu như chơi đấy. Lão cứ đến van lại cửa nhà cụ bá, xin dâng cả cái mảnh vườn này cho cụ, rồi nhờ cụ thương tình che chở cho. Không có thì chết đến nơi rồi đấy. Để tôi sang tôi hỏi ông giáo xem. Ông ấy là người có chữ nghĩa. Xem ông ấy khuyên cho nên như thế nào. Thôi, bác cứ về đi. Đi ông về. Bu. Bu ơi, con mò được ốc đây này. Ốc to lắm. Ôi, con tôi ngoan quá. Ốc này nấu với củ chuối được đây. Ông giáo có nhà không ạ? Ôi giời chết đất ơi! Ông giáo ơi! Tôi chết đến nơi mất rồi. Có chuyện gì thế hả cụ? Cụ hãy ngồi xuống đã. Lão Bá Kiến. Vâng. Nó cho thằng Nhớ sang. Nó định chiếm mảnh vườn nhà tôi. Tôi sang thưa chuyện với ông giáo, xem ông giáo khuyên cho nên như thế nào. Cụ ơi, vườn của cụ, cụ không bán thì đứa nào chiếm được ạ? Cái nhẽ đời là như thế. Nhưng nó cho thằng Nhớ sang, bảo là thằng con tôi đã bỏ đồn điền trốn đi theo cộng sản rồi. Quan Tây người ta đương cho truy lùng. Quan Tây hay quan ta cũng mặc kệ họ. Cụ cứ bảo với họ, con cụ đã đi phu, sở mộ phu đã chụp ảnh nó. Nếu nó trốn thì quan Tây cứ việc truy lùng. Cụ có trốn đâu mà cụ sợ. Tôi thấp cổ bé họng. Nay nó xoay cách này, mai nó xoay cách khác. Ông giáo, ông có cách nào cứu tôi với không? Cụ nghe tôi, cứ bình tâm. Bọn mọt dân vẫn dùng những thủ đoạn dọa dẫm. Mình phải cứng cỏi. Bọn chúng bao giờ cũng mềm lắm, rắn vuông. Tôi thì chăm sự nhờ ông giáo cả. Lấy được mảnh vườn nhà lão Hạc,
ông bá định để cho ai? Để cho anh Lý. Ừ. Còn phần bà và các em anh Lý, tôi đã thu xếp đâu vào đó cả rồi. Phải. Bà hai chẳng may xấu số thiệt phận. Còn mẹ con tôi, thân phận vợ lẽ con thêm, chỉ được miếng xương miếng sẩu thôi. Nhớ. Dạ. Bẩm cụ gọi. Bẩm với báo cái gì? Công việc có xong không? Bẩm cụ ạ. À, con đã bảo với lão Hạc đúng như lời cụ dặn. Nhưng lão ta bảo để đi hỏi giáo thứ. Đồ ngu, đồ ăn hại. Sao không bắt nó sang ngay? Cút mẹ mày đi. Anh Lý. Thầy gọi con ạ. À. Thằng giáo thứ cậy có tí chữ, nó sẽ làm loạn ở cái làng này mất. Thưa thầy, con thấy nó ra Hà Nội luôn. Không biết nó thậm thụt cái gì. Phải trừng trị. Trị thẳng tay. Không cho nó ngóc đầu lên được. Ông Thứ này, mấy bài của ông gửi đến rất tốt. Vâng. Được độc giả hoan nghênh nhiều lắm. Vâng. Mong ông cứ tiếp tục viết. Ông sẽ là người cộng tác đắc lực của tờ Quốc Hồn. Vâng. Tôi đang viết những chuyện làng tôi đấy. Chuyện hà hiếp của bọn cường hào với dân nghèo. Cảnh sống của họ chẳng khác nào cảnh địa ngục trên trần gian này. Tờ Quốc Hồn luôn đứng về phía dân nghèo. Trong khi xã hội đầy những sự bất công, mà một số nhà xuất bản lại cho ra những chuyện mơ tiên, ái tình, lãng mạn. Những chàng và nàng có khác gì để giúp đồng bào? Cần phải có những tiếng chuông thức tỉnh công chúng ông Thứ ạ. Xin cảm ơn những lời cổ vũ của ông. Tôi sẽ cố gắng viết những sự thật tàn nhẫn của xã hội này. Bố cái hường đấy à? Thầy em đã về. Mình đem quà vào cho bà và các con ăn đi. Tiền đâu mà thầy em mua thế này? Tiền nhuận bút tòa báo trả. Hường ơi, Nam ơi, thầy con đã về đây này. Thưa thầy, thầy xem này, tờ Quốc Hồn nó bới chuyện nhà mình ra đây này. Nó bảo mình là những con một dân. Tôi biết rồi, thằng giáo thứ đấy. Cả cái huyện này, ai còn lạ gì nó ám chỉ nhà mình. Thầy cứ phát đơn kiện cho nó vào tù. Nó có nói rõ tên mình đâu mà kiện. Ngay tên của nó cũng không ký tên thật. Nó ký là thằng cột, thằng kèo nào đấy. Thì kiện cái gì? Thưa thầy, có đích thị là thằng giáo thứ không ạ? Cả cái làng Vũ Đại này, ai biết báo bổ ra sao mà viết. Cả cái mảnh vườn nhà lão Hạc, nó cũng xui bẩy. Chứ trước đây, thầy chỉ cần hé miệng là nó đã run như cầy sấy. Chẳng nhẽ mình chịu thua, không trị được nó à? Anh Lý này, hay là anh bảo với quan Tây, nói thằng giáo thứ là phần tử khả nghi, rồi mượn tay quan Tây chuyện nó đi. Được, còn đã có cách, sẽ có đủ tang chứng cho nó vào tù. Còn cả thằng Chí Phèo nữa, cũng phải cho nó vào tù. Ừ. Nguy hiểm là cái thằng giặc chữ ấy. Thằng ấy mới hay lý sự, mới hay chõ mõm vào việc nhà mình, mới hay nảy nòi làm loạn. Còn cái thằng Chí Phèo ấy, thằng cố cùng, mình cũng phải mở đường hiếu sinh cho nó.
cho nó được hầu hạ nhà mình. Nó có đầu bò mới trị được những đứa đầu bò khác. Thầy em biết gì mà biết suốt cả ngày cả đêm. Thế này thì đến ốm mất thôi. Đã có cách để sống rồi nên tôi phải viết để kiếm tiền mà nuôi các con chứ. Chẳng lẽ để cả cho mình vui em sao? Chà, mới đời con nở kia. Mày sợ ông à? Về làng ta mà đẹp thế. Các cô đầu ở trên tỉnh về dỗ bố lão Bá Kiến đấy các cháu ạ. Đi. Đảo chân lên các bác. Đi. Chưa rồi đấy. Nhanh lên các bác ơi. Chào bà con ạ. Chào ông giáo ạ. Chào ông giáo. Ông giám ạ. Chào bác ạ. Chào ông giáo. Vâng ạ. Chào ông giáo. Bà con ta lại sắp có cưới xin gì phải. Chúng cháu mang lễ sang nhà cụ Bá Kiến đấy. Ông giáo ạ. Chào ông giáo. Không dám. Làm nhanh tay lên tí nhá. Dạ, sắp xong đấy ạ. Này, làm nhanh tay lên. Khách hứa đã đến cả rồi đấy. Vâng ạ. Làm đi. Thằng nhớ đâu rồi? Dạ. Làm đi. Chào cô ạ, xin mời cô bà. Chào con Tham ạ. Chú bà lên nhà. Chào con Hằng ạ. Chú bà lên nhà. Xin mời các con bà. Chào con bà. Chào bà. Chào bà. Xin mời cô lên nhà. Đưa cô lên chào cô ạ. Không dám ạ. Chào con Tham ạ. Nhớ. Dạ. Đem giỏ vào thái mà bày ra mâm đi. Khách hứa đã đến đông cả rồi. Vâng cô ạ. Chào bác cụ ạ. Chào con lên đi. Chào bác. Nhanh nhanh tay lên. Vâng. Dạ. Mời các cụ vào trong nhà. Xin mời cô bảo. Chào cụ ạ. Chào con Hà ạ. Xin mời cụ vào trong nhà. Chào ông ạ. Xin mời cụ vào trong nhà. Vâng ạ. Nào, nhanh nhanh tay lên. Mời các cụ lên nhà. Các cụ à, để giết các cụ vừa chơi bài và vừa nghe hát ạ. Giết cụ xây khẩu dầu ạ. Để mời các ông, mời cô xây khẩu dầu ạ. Quan ạ. Không ạ, thôi để mời cùng quan. À, thôi. Cây đó nè, không. Chủ văn giữa cụ. Dạ, thôi cho chị cây. Ngũ sách đấy ạ, giữa cụ. Dạ, thôi. Xài tí lý nhỏ to, lục văn. Hai lần đi con. Đúng thế nào mà. Thế mới biết cái hay là thương thế. Đây tôi quân của cụ đây này, lục vạn. Bát vạn này. Tôi nhận nhá.
Xin mời chủ tịch. Muốn xong cút ngay. Mẹ cha mày. Đứng lại. Đứng cái mặt cha mày á. Mày muốn gì? Mày có muốn đi không? Ông đứng ở đây ông chửi. Thế nào anh hiếp bỏ tù ông? Thế nào động lòng? Muốn xong cút ngay. Cút đi à. Cút ngay. Mẹ cha mày, mày biết tiền không? Ôi làng nước ơi, ôi trời đất ơi. Ôi làng nước ơi, bố con thằng Bác Tiến đã giết tôi rồi. Ôi làng nước ơi, thằng Lý Thượng đã giết tôi rồi. Sao lại thế này? Trời ơi, trời ơi. Thế này con cho nó một chết. Nó muốn chết, con cho nó chết. Nói láo nào, ông vào nhà đi. Bà con ta về cả đi, có gì đâu mà xem, cho mất công mất việc, thôi về đi. Chết mất, chết mất rồi, chết mất rồi. Anh Chí, khổ quá, tôi ra kịp thì đâu đến nỗi, thằng Lý Cường bệnh quá. Chết nói dạy nào chết làm sao được. Đây cầm lấy một đồng, cầm lấy một đồng mà đi uống rượu. Dạy đi, dạy đi. Anh cũng nóng mà Lý Cường cũng nóng. Đi 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 đi. Thầy làm thế nó được thể càng láo. Anh làm việc còn sốc nổi lắm. Làm việc quan phải có lúc cương lúc nhu. Nhà mình đang có việc như thế kia, mình để cho nó cút nhanh đi. Cứ để nó đứng ở cổng nó chửi, có đẹp mặt không? Tôi đang viết chuyện làng ta đấy. Chuyện về bọn Cường Hào, chuyện anh Chí Phèo, chuyện lão Hạc, ngay cả chuyện gia đình mình nữa. Tôi đọc thử Bu Cái Hường nghe nhé. Tôi đàn bà hiểu sao hết được chuyện văn chương của thầy em. Thế dễ Bu em chẳng biết rõ chuyện làng này hơn tôi sao? Thầy Cái Hường muốn biết gì thì viết, nhưng đừng động đến nhà lão Bá Kiến. Người ta có tiền, có thế, động đến người ta làm gì? Còn cái thằng Chí Phèo, thầy em nói chơi. Chứ thằng cà mặt ăn vạ ấy hay ho gì mà thầy em viết. Ở đời chẳng ai muốn thế Bùi Cái Hường. Vì bị oan uổng,
bị ép buộc, bị cùng quẫn nên chí phèo mới như thế. Thầy cái Hường nói thế, chứ cụ Hà cũng nghèo, cũng khổ đấy thì sao? Mình đã biết nhà bác Kiến nó đều cá. Từ nay đừng vay mượn nhà nó làm gì nữa. Tôi ân hận quá. Thôi, thầy em đừng nghĩ ngợi làm gì. Con làng Nhỡ đấy ạ. Anh Nhỡ? Anh ạ. Anh làm gì ở đây? Cụ bá sai con mang hũ rượu sang trôn vào vườn nhà ông giáo ạ. Anh định gieo tai vạ đến cho nhà tôi. Nếu tôi không bắt được thì chúng nó cho tôi vào tù. Tôi sẽ làm cho ra nhẹ việc này. Con xin ông giáo chính phúc của con. Ông giáo mà đem con ra cửa công thì chỉ con tù tội, chứ cụ bá chẳng nhận là đã sai con đâu. Con cần rơm cần cỏ, con lại ông giáo. Thằng Nhỡ sao lâu thế? Khi nó về báo công việc yên ổn, sáng mai con báo Tây Đoan. Việc gì phải chờ đến sáng mai anh mới báo Tây Đoan? Ngày đêm nay, anh và mấy thằng nữa coi như đang đi tuần, vào vườn nhà thằng Thứ, lập biên bản vô cổ nó lại. Bẩm cụ, cái gì cụ chính phúc tha cho con? Thế nào? Con làm gần xong thì bị nó bắt đấy. Mẹ cha nhà mày, có việc thế mà là không xong. Đánh bỏ mẹ nó đi. Cho con làm trận này, chuyện gì nhà mày? Mẹ cha nhà mày, chuyện gì nhà mày? Ông chỉ ông chôn sống. Con Hưởng nó đang ốm mà thấy em vẫn ra tỉnh à? Tôi phải mang ngay bản thảo ra cho nhà xuất bản xem có được đồng nào. Mình ở nhà thử tìm cái lá cái lẩu để cho con uống tạm. Thầy em đi có lâu không? Có tiền là tôi về ngay. Bố em phải cẩn thận với bố con và Kiến. Chúng nó không để cho nhà mình yên đâu. Vừa ở nhà với bố nhé. Thầy ra tỉnh mua thuốc đi. Con thèm ăn gì không? Không có tội gì cả. Không lấy tao.
Mang tập bản thảo ra đưa báo quốc hồn thì tòa báo bị mật thám lục soát. À, tờ quốc hồn đã đăng một loạt bài khá mạnh nên bị đóng cửa. Muốn sống thì phải viết theo đúng gu của họ. Nói trắng ra là phải làm bồi bút. Đến vậy thì đời thật nghĩa lý gì. Ta ngồi xuống kia anh. Anh có được tin gì về Nấm không? Chuyến tàu đi lên đây, tôi trông thấy Nấm bị bắt. Hai thằng lính Tây gác riêng một toa, cẩn thận lắm. Đấy, tôi đoán có sai đâu. Nghe giọng lưỡi của Nấm có vẻ cộng sản lắm. Nấm như bị điên, lúc thì hát, lúc thì gào thét, rất sợ. Chắc bị bọn mật thám nó tần, cho nên phát điên đấy. Cách mạng được chả biết, chỉ thấy khổ mình, rồi đến khổ bố mẹ, khổ vợ, khổ con thôi. Mặc dù thế, chúng ta vẫn phải công nhận Nấm đã dám hy sinh cho một mục đích. Mục đích à? Mục đích. Theo tôi, sống sướng nhất là quên được cuộc đời này. Mà đối với tôi, rượu là men của cuộc đời này và cũng là thần dược để quên cuộc đời này. Anh hứa, để rồi đi đến đâu? Đi đến đâu à? Anh hứa, tôi ước mong được chết. Mà chết ngay trong cơn say ấy. Mà chết là hết. Anh Kim, tôi không ngờ anh thay đổi quá nhiều. Đành rằng rồi ai cũng phải đi đến cái chết. Nhưng có cái chết vinh và có cả cái chết nhục. Thôi, tôi phải xa anh đi. Xin mời vào. À, chào ông Thứ. Mời ông ngồi. Vâng. Mời ông xin nước. Ông mặt tôi. Tôi đã đọc hết bản thảo của ông. Vâng. Không đúng gu độc giả đâu ông Thứ. Ông nên thay đổi cách viết đi thì hơn. Đấy ông xem, cuốn Nụ Cười Giai Nhân của văn sĩ Láng Hồ mới ra mắt độc giả có non một tháng mà đã bán chạy không còn lấy một cuốn nào. Sách đắt như tôm tươi. Tôi hy vọng lần sau ông sẽ gửi đến nhà xuất bản chúng tôi những chuyện tương tự. Chị gửi lại ông. Chúc ông thành công. Xin chào ông. Yeah.
bà ơi, sao thầy cháu lâu về thế? Thầy cháu không phải lên tỉnh để kiếm tiền. Nếu cứ trông vào mấy con sợi của mẹ cháu thì chết đói. Con cũng thấy sốt cả ruột. Nghe người ta nói gặp thầy cháu ở Hà Nội, bảo gầy và xanh lắm. Chào cô ạ. Chào cô. Chào bà giáo. Sang chơi à? Ông giáo vẫn chưa về hả bà? Tôi mong ông giáo như con mong mẹ về chợ. Có chuyện gì mà cụ cần gặp nhà cháu đến thế cơ ạ? Cần lắm bà. Chuyến này ông giáo có dễ đến 3 tuần chưa về bà nhỉ? Vâng, hơn 3 tuần rồi đấy cụ ạ. À lại, tắm xà. Ồ, thích thật lầy. Mời ông chơi thuốc, cảm ơn. Ông có dịch lược, tiếng trống cột cho tiếc à làm không? Ồ, lãng tiếc quá. Trống cột có nhiều cái xíu xịt, nhiều cái thiếu xước. Hay, hay lắm. Mũi tên thần này, mũi tên lỡ mau này, tàu lâu của ai này, xác chết tội người này, còn nhiều, nhiều cái hay lắm à. Cảm ơn, tôi không thạo những môn ấy. Ồ, ông không làm được, có người bán nào làm được, ông cứ giới thiệu cho chúng tôi. Gửi lại ông. Xin chào ông. Chúc ông thành công. Chào ông. Bắt tống cổ nó vào nhà giam. Thôi đi, thôi đi, toàn là tiền tiêu phu nè. Không phải thằng này, còn một thằng khác nữa. Ôi sếp, bắt đi, ăn đi. Mở cửa. Ai đấy? Mở cửa mau. Anh Nấm. Hôm qua ở trên xe lửa, anh có trông thấy tôi không? Thấy anh bị điên. Tôi chẳng hiểu sao cả. Tôi bị chúng nó bắt ở nhà máy xe lửa trong Vinh. Bọn nó tra tấn tôi dã man quá. Tôi phải giả vờ điên. Bọn nó đưa tôi ra Hà Nội, đưa vào bệnh viện Phủ Doãn. Làm cách nào mà anh ra được? Có anh em đồng chí của mình ở trong đó chứ. Nhưng nếu để tôi trốn ra một mình thì chết với bọn nó. Nên phải tổ chức cho cả phòng điên phá cửa trốn tất cả ra ngoài.
Trước mắt anh có thể cho tôi mượn một bộ quần áo được không? Vâng, xin anh để tôi lo. Đây anh. Vâng ạ. Anh ngẫm. Chú cha Tuấn anh dã man quá. Hoàn cảnh anh ra sao? Chị và các cháu sống thế nào? Xin cảm ơn anh. Cuộc sống bi đát lắm. Chẳng lẽ ta cứ cam chịu mãi cảnh sống bi đát thế này hay sao? Tôi đã cố hết sức mà không thoát ra nổi. Anh Thứ ạ, hoàn cảnh của tôi cũng không hơn gì anh đâu. Nhưng nếu ta không vùng lên giành quyền sống thì cả dân tộc mình chết mòn mất. Cảm ơn Thứ đã cho tôi mượn quần áo. Đó là sự hy sinh lắm rồi. Thì tôi hiểu hoàn cảnh sống của Thứ. Bây giờ tôi phải đi đây. Thế anh không thể ở lại đến sáng mai được sao? Không được đâu, nguy hiểm lắm. Đi được rồi đấy. Tôi đi Thứ nhé. Vâng. Thứ cứ suy nghĩ kỹ đi. Ôi làng nước ơi, bố con đang mặc kiến nó chết tôi. Ôi làng nước ơi, ra đây mà xem này. Mày có hát không? Sao mày kêu lên thế? Thank you.
nóng đấy. Ăn đi. Làng Vũ Đại đang ầm ĩ lên vì chuyện Chí Phèo và Thị Nở. Thực ra, hai kẻ khốn cùng ấy lần đầu tiên đã tìm thấy ở nhau chút tình cảm của con người. Liệu chút tình người ấy có giúp đổi thay gì cho mỗi số phận của họ? Tôi thương lão, nên gọi lão đến đây. Quan trên đang truyền cứ bắt lão giải lên huyện đấy. Còn tôi trốn, các quan cứ cho truy nã, tôi có biết gì đâu mà bắt tội tôi. Lại cái thằng giáo thứ mớm này cho lão hả? Tôi nói cho lão biết, cả cái thằng giáo thứ cũng đang bị là phần tử khả nghi đấy. Lão dính đến tội càng nặng. Bẩm ông, không bẩm báo gì cả, lão về đi. Tôi thương lão, lão còn không biết điều. Cái nhà này không biết chúng nó hội họp bàn tán cái gì đấy. Này, anh Lý phải để ý đấy nhé. Dạ, vâng ạ. Vàng, vàng, vàng. Cụ Hạc ơi, chào bác nhé. Các bác đến đây à? Tôi thương nó quá. Hay là tôi hoàn lại tiền về? Ấy, cụ già rồi, sao lại làm ăn trẻ con thế? Tôi bắt đây. Con chó béo quá. Mau lên cụ Hạc ơi. Vàng ơi, con ăn đi. Ăn đi. Thôi, các bác mặc ngay đi cho. Ra đi, ra đi, đi. Ông giáo vào trong này đã. Có chuyện gì đâu? Con Vàng nhà tôi đi đời rồi. Thế cũng bán nó rồi ạ? Bán rồi. Bán cho hàng thịt chó rồi. Họ vừa bắt đi xong. Âu cũng là ta hóa kiếp cho nó, để nó được làm kiếp khác. Hóa kiếp cho nó, để nó được lên làm kiếp người như kiếp tôi. Họ có sướng hơn.
ông giáo nhỉ. Cùng nghĩ ngợi lầm sợ thêm ốm người ra. Cụ tưởng kiếp tôi sướng hơn chăng? Người ta đến bắt, mắt nó cứ dương nên nhìn tôi. Thế mà tôi lấy bát cơm cho nó ăn, tôi dỗ dành nó. Ông không bán cậu vàng đâu, ông để ông nuôi. Nói tưởng thật, cúi dương ăn, nào ngờ tôi chồng cổ lại, mấy thằng lối tuột đi. Thế ra tôi cái ngần này tuổi đầu mà còn đi lừa một con chó. Khổ quá ông giáo. Con chó còn thế này không này? Gâu gâu. Thầy Thứ có nhà không cháu? Dạ, có ạ. Ngoan lắm. Chào ông Thứ. Chào ông. Tôi chưa được hân hạnh biết ông. Rửa mà tôi lại rất quen ông đó. Anh Nấm, tôi không tài nào nhận ra anh được. Anh ngồi xuống đây đấy. Vâng. Anh sống ra sao? Vẫn viết đều đấy chứ? Bế tắc lắm. Cầm bút lên lại thấy vô nghĩa. Tôi hiểu. Cứ tưởng trốn lánh về quê để yên thân và viết được, hóa ra cả thành thị lẫn thôn quê đều không có chỗ đứng cho tôi. Đó là sự thật Thứ ạ. Chính vì vậy nên tôi đã sớm từ bỏ thói mơ hồ ảo tưởng để chấp nhận con đường đi của mình. Anh về đúng lúc quá, tôi đang mong anh. Tôi muốn nói với anh một điều. Kẻ thù muốn dồn dân ta vào con đường cùng cực, bọn thực dân muốn đàn áp cách mạng, muốn dìm cách mạng trong biển máu. Nhưng Thứ ạ, chúng càng đàn áp thì phong trào cách mạng càng lên cao. Chính thời cơ này sẽ tạo nên những thay đổi lớn. Đổi thay ư? Đến bao giờ thì mới đổi thay? Ai sẽ làm cuộc đổi thay đó hả anh? Anh Thứ ạ, tôi đã được đọc những bài báo của anh viết cho tờ Quốc Hồn. Thứ đã vạch được mặt những bọn mọt sân tồi tệ sống ở trong làng quê này, và cũng đã nhìn ra được những nỗi thống khổ cùng cực của những người nông dân. Nhưng Thứ cũng cần nhận ra một điều này nữa. Những người nông dân hiện nay đang sống chung quanh Thứ, chính họ sẽ tự mình làm nên những cuộc biến đổi lớn lao nếu như họ được tổ chức, được giác ngộ. Thế còn những người như chúng tôi anh Nẫm? Tôi biết anh là người có tâm huyết nên mới tìm đến. Lúc này không thể chần chừ chờ đợi được nữa. Anh hãy quyết định đi. Đứng lên, cứu lấy nước, cứu lấy mình. Hồi này anh biết Kim ra sao không? Kim đang đi vào con đường trụy lạc. Tệ hơn thế nữa, Kim cam tâm đi làm chỉ điểm cho bọn mật thám. Chính vì vậy anh phải hết sức cẩn thận đối với hắn. Trời ơi, Kim cam tâm làm cái việc hại giống nòi ấy sao? Xưa khi khác thôi mà.
Cái thùng rỗng bao giờ cũng kêu to mà. Thôi, tôi đi anh Thứ nhé. Anh là người có tâm huyết, tôi tin anh. Nhất định tôi sẽ tìm gặp lại anh. Sang chơi à? Vâng, chào cụ. Mời ông giáo ngồi. Hôm nay tôi mời ông giáo sang là có việc muốn sờ cậy ông giáo. Có việc gì thế cụ? Tôi nghĩ chín rồi ông giáo ạ. Thế nào bố con thằng Bá Kiến cũng tìm cách chiếm bằng được mảnh vườn này. Tôi không biết trông cậy vào ai, chỉ còn có ông giáo. Tôi viết văn thư bán cho ông giáo đấy. Tôi làm gì có tiền mà mua hả cụ? Là cái nhé, để cho thằng Bá Kiến nó không nhòm ngó nữa. Tôi còn sống thì mảnh vườn này vẫn là của tôi. Chẳng may tôi có chết mà con tôi chưa về thì ông giáo trông nom giúp. Khi nào nó về, ông giáo bảo mảnh vườn này là của tổ phụ để lại. Cố mà giữ lấy. Văn tự tôi để trong này cài rồi, xin gửi ông giáo. Cụ đã có lòng tin, tôi xin nhận. Còn số tiền này xin gửi ông giáo nốt. Chẳng may khi đau ốm hay có chết, ông giáo đứng ra lo liệu giúp cho. Đây là tiền dành dụm được, và tôi bán con vàng đấy. Tiền thì cụ cứ cầm đã, chứ gửi cả tôi thì rồi lấy gì mà tiêu ạ? Tuổi già như hạt sương, lúc sớm lúc tối, biết đâu mà lường trước được. Tôi sợ cậy được ông giáo là tôi yên tâm lắm rồi. Con ở đâu? Đó, tao đi buôn cái chuyến trầu vỏ này về, tao nghe bà con làng xóm người ta bảo mày với cái thằng Chí Phèo mà tao cứ tạm ra mặt. Này, tao cấm mày không được đi lại với cái thằng không cha không mẹ, cái thằng cào mặt ăn vả, nghe chưa? Ờ, cái cô định để con ế chồng chết bà như cô à, cha mớ đời con nở kia, mày lại dám rỉa dõi cô mày kia à. Mày đi đi. Mày đi đi, bà truyền đời báo danh cho mày biết. Mày đi sông thì đắm sông, mày đi đò thì đắm đò. Con nở chết tử chết tiệt kia. Mẹ cha con à, mày chết giấm chết dúi ở nhà làm gì mà lâu thế? Mẹ cha mày! Mẹ Chí, mày đang bực gì thế? Mẹ cha con à! Mãi
không thấy nó sang. Rượu sao biết rồi đây? Anh Chí này, anh còn thuốc bà chó không thế? Lúc nào chả có. Cho tôi một mồi nhé. Một mồi à? Ừ. Chỉ cần lừa gói là đủ chết thằng cẳng rồi. Nhớ có chén thì đừng quên thằng Chí này đây. Chưa mai anh Chí sang bên tôi, nhớ dù cả ông giáo sang một thề nhé. Được, được. Đi thôi, kẻo lão Hạc chờ. Hả? Lão ta bảo tôi trưa nay đến rủ ông giáo đấy. Này này, ông giáo này, cả cái làng này ai cũng khen lão ta là người hiền lành tất tha. Thế mà cũng ra phết đấy. Có chuyện gì thế? Hôm qua lão ta sang tôi xin bà chó. Lão ta bán con vàng rồi. Lão định bẫy những chú cẩu nào mò vào vườn nhà lão. À, để kiếm chắc mà. Chẳng lẽ một người thật thà tội nghiệp mà bây giờ đành phải sống tồi tệ như thế sao? Cụ Hạc ơi, cụ Hạc. Ông lão ăn bà chó tự tử rồi. Trời ơi, có cách gì cứu được ông cụ không? Có giờ mới cứu được. Cụ Hạc, cụ Hạc ơi, tôi đây. Cụ Hạc, giáo thư đây mà. Cụ Hạc. Được, tôi đi chạy ngay. Mời đó, anh con trai đỡ về đâu. Là chết đấy này. Ôi trời ơi, thằng đi về đây. Đứng lại, đứng lại. Này, tất cả về hết, ai trông các bác sĩ, lui ra. Việc này quan trọng lắm. Có thể lão ta bị bức tử đây. Mẹ kiếp, ai bức tử? Ông lão ăn bà chó tức tử đấy. Này Chí, có ai nói gì mày đâu, về đi. Chúng nó định xoay tiền mới cho chôn đấy. Mẹ cha chúng mày, ăn thịt của người chết. Thằng Chí, mày lựa hồn.
tất cả về đi. Tôi xin làm đúng những lời cụ ủy thác. Tôi sẽ giữ nguyên vẹn mảnh vườn để trao lại cho con cụ. Tôi sẽ nói với anh ấy, cụ thà chết chứ quyết không chịu để mất mảnh vườn. Mãi mãi tôi nguyền rủa những kẻ đã hà hiếp cụ, đẩy cụ đến cái chết thê thảm này. Xin vĩnh biệt. Bấm lại cụ ba, xin cụ sinh phúc cho. Chúng con năm nay làm ăn thua lỗ quá. Bẩm cụ, xin cụ cho cất đến vụ sau ạ. Bẩm với báo cái gì? Báo gặp Lý Cường. Mau lên. Bấm lại cụ ba. Còn lại cụ ba. Lại cụ ba. Thằng Chí Phèo này đến đòi nợ cụ đây. Mày phải biết điều chứ. Ai có tiền mà cho mày mãi được. Mày phải tu trí chứ. Đây, tôi không cần tiền. Thế mày cần gì? Tôi muốn là người lương thiện. Lương thiện? Tưởng gì chứ mày sống lương thiện cho mọi người được nhờ. Thôi, cầm thêm đồng nữa mà đi uống rượu. Nhưng ai cho tao là người lương thiện? Lương thiện! Ác giả ác báo. Lão Hạc chết rồi, Chí Phèo chết rồi. Đến lượt người dân nghèo nào nữa đây? Hay đến lượt mình? Chính mình rồi cũng sẽ chết nhục nhã ở cái xó xỉnh này. Không, không chần chừ nữa. Nắm nơi đúng, phải đứng lên cứu lấy nước, cứu lấy mình. Vẫn còn nóng lắm, thế có khát nước không? Không. Thằng Ba Kiến chết, tôi mong chúng nó chết hết cả đi, cho bà con mình đỡ khổ. Thằng bố chết, thằng con lại gian ác hơn, hết sợ được cái giống. Lạy trời lạy Phật, xin hãy quật chết hết những đứa gian ác ấy đi.
Trời Phật ở xa lắm, bu cái hường cái nhịn đói mà cầu Phật thì chúng nó cũng không chết. Chỉ có bà con nghèo khổ mình là chết. Chết dần, chết mòn. Thầy em tính toán ra sao? Chứ tôi lo chúng nó làm hại nhà mình lắm. Cái đó thì chẳng cần nói. Tôi phải đi thôi. Mẹ ở nhà con đi. Con Hương còn đang ốm. Mấy hôm nay làng ta nhộn nhạo lắm. Anh Láo định đi đâu? Con phải đi. Con có ở nhà cũng không nuôi nổi mẹ và các cháu. Tha lỗi cho con. Mọi việc ở nhà con đã dặn kỹ nhà con. Hương và Nam ở nhà các bà ngoan. Thầy đi rồi thầy về. Nam ra với bà. Thầy, thầy đi đâu? Tôi cần phải đi ngay.